ở đây tha hồ mà ngắm cảnh luôn. Ta nhất định sẽ không để các ngươi chạy thoát đâu. Là những tên bắn tỉa từng phục vụ cho quân đội, giờ đây chúng đang trừ khử lẫn nhau. Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của chúng. Bằng mọi giá phải ngăn bọn chúng lại. Đi nào nhóc, hãy cùng nhau tóm gọn bọn chúng. Những kẻ đã cướp đi gia đình ta đều phải trả giá. Những tên bắn tỉa này vô cùng nguy hiểm, đối đầu với chúng chỉ có chết. Tất cả những kẻ nào dám cản đường ta đều phải chết. Tạm biệt các con. Thám tử lừng danh Conan, sát thủ bắn tỉa không tưởng, phát sóng lúc 11 giờ và phát lại lúc 19:55 Chủ nhật ngày 2 tháng 4 trên HTV3.